uất ức. Lên live stream đây. Gọi ta là ông chùm nhá, anh em gì ấy mày. Em Khánh chào anh Tú Trọng nhá. Anh chị khỏe không anh ơi? Lương Quỳnh Như nó tức những cái lời nói của Tiến Bịp bảo là ăn chặn tiền từ thiện mấy cả tiền giúp đỡ của Mạnh Thường Quân ấy. Nó uống thuốc. Đang sụp ruột. Uống thuốc là thừa nhận á? Sao lại uống thuốc là thừa nhận bạn? Nó bị oan, nó uất ức. Khổ thân. Chào Hiếu Bảo Hồ nha. Anh chào em trai Phạm Tùng Lâm, em trai người Nghệ An nhá. Uy tín anh em Nghệ An, uy tín luôn. Nói về con người Nghệ An thì chỉ căng đét luôn, nét căng đét luôn, đẳng cấp tình cảm. Chào bạn tôi Hải Dương nhá. Độ chất của người An uy tín. Khánh phải chấp nhận là Khánh cũng cái thời Khánh còn đi làm thuê ở Hà Nội, làm ăn làm cùng với cả rất nhiều anh em Nghệ An ở Vinh này, ở Anh Sơn này, Đô Nương này, ở Tương Dương, Mường Xén, Con Cuông, anh em Nghệ An người ta toàn tình cảm đoàn kết. Người Nghệ An chất đo, không đơn giản đâu. Người Nghệ An sống khá là hay luôn, tình cảm. Bạn đi hết nước Việt Nam chưa? Chung là Khánh đi được tầm khoảng độ 50 tỉnh. Khánh đi được tầm 50 tỉnh. Ngày xưa Khánh đi làm mà xe du lịch mà. Lái xe du lịch. Các tỉnh ở miền Bắc là chỉ có mỗi Bắc Cạn mới ở Cao Bằng là chưa đặt trên tới rồi, còn tỉnh nào ở miền Bắc đi hết rồi. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Linh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.